bên trong buồng lái chật chội của F1, ước tính có thể lên tới 60 độ C trong suốt cuộc đua. Các tay đua phải duy trì sự tập trung và thể hiện ở mức độ cao bất chấp cái nóng. Ngoài sức nóng do động cơ, các tay đua còn phải đối mặt với sức nóng do hệ thống phanh tạo ra, có thể lên tới 1.000 độ C, để giúp đối phó với cái nóng. Bên cạnh hệ thống khí động học trên xe, họ có thể mặc quần áo chống cháy đặc biệt, mũ bảo hiểm được thiết kế hệ thống làm mát bên trong mũ như quạt hoặc lỗ thông hơi, để giúp giữ mát cho đầu và mặt. Ngoài ra, họ uống nước để giúp giữ nước vì mất nước là một vấn đề nghiêm trọng. Các tay đua có thể giảm cân từ 3 đến 4 kg trong suốt cuộc đua.